Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Hentai Channel. Và hôm nay anh em mình mới vào game thôi đã nhận được một cái phần thưởng rất là thú vị các bạn ơi. 3 viên game, 41.000 thức ăn. Và đây chúng ta có thêm hai ống nghiệm nữa. Quá tuyệt vời đúng không nào? Wow. Rồi, và bây giờ thì anh em nào có chơi cái tựa game này thì có thể vào khu vực xem quảng cáo nha. Trong cái khu vực xem quảng cáo này thì nên chúng ta có cơ hội nhận được tới nhân vật Titan nha mọi người. Hiện tại thì Titan gồm có 4 con. Và ở đây chúng ta sẽ đến với rất là nhiều con thuộc dòng Heroic luôn các bạn ơi. Kể cả Mythicast. Ui, cha toàn hàng ngon. Rồi, anh em nào chưa có hốt có thể tranh thủ vào hốt nha mọi người. Trời ơi, mình thấy cái này là ngon lành lắm luôn rồi đó nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với đang có một cái sự kiện rất là hấp dẫn. Anh em có thể like ra được cái con Kabuki và một cái thành viên nữa Bob Ranger các bạn ơi. Nhìn thôi là thấy hết sảy rồi nha. Wow. Rồi bây giờ anh em chúng ta thử đi like nha các bạn. Mình phải gọi là like mới biết nó có ra hay không được chứ hả. Một bé. Rồi bây giờ đến với cái bé thứ hai nè. Đây đây đây, ra đây coi. Hai bé. Đó. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái bé thứ. Like thêm cái nữa coi nó ra không nha mọi người. Ui chà, hết like được bé này rồi. Chúng ta like bé này. Ngon lành. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ rờ nhẹ vào cái nhận thêm được một viên game bỏ túi nha. Và bây giờ thì nên chúng ta sẽ đến với một cái khu vực. Đó chính là khu vực list các bạn ơi. Ngày hôm nay thì thành viên vô cùng hậu bảo của tem luôn. Wow, nhìn con này thì hơi bị ngầu rồi hen. Rồi bây giờ thì nên chúng ta sẽ cho chú ấy gọi là thân hình siêu to khổng lồ quá nè. Wow. Rút ra một cái chiếc điện thoại ha các bạn. À không phải cái này, nó giống cái đồ mod vậy đó. À bạn ấy quay và sau đó đút vào túi. Tiếp theo là lấy bắp rang bơ ra ăn một cách rất là khí thế luôn. Wow, còn có một cái ly kem nhỏ bé đang bay rồi là chờ đợi chú ấy xơi luôn kìa. Rồi bây giờ thì anh em chúng ta sẽ cùng nhau mang thành viên này kèm thêm cái nhân vật đó chính là Heroic các bạn ơi. Nhân vật này là anh đại luôn. Level 70. Bây giờ thì còn chần chờ gì nữa. Ok, let's go hang. Trận này thì mình mang thêm một cái thành viên đây, rồng 4 đầu đi. Wow. Và mọi người thích mình review về bé rồng nào thì đừng quên comment trực tiếp vào bên dưới video luôn nha. Để chúng ta sẽ review thêm những cái bé mới cho các bạn xem. Ở đây thì anh em mình sẽ nhờ đến sự xuất hiện của cái bé rồng 4 đầu đi. Wow, một mình cân 2 các bạn ơi. Đội hình tem bạn bây giờ chỉ có 2 con. Một con Mixicat và một con thuộc dòng đó chính là Macron. Wow, nhìn thôi là thấy ngầu rồi nha. Victory. Ok, tiếp theo thì nên chúng ta sẽ đến với một cái đội hình nữa luôn. Wow, nhân vật này vẫn là level 93 nha mọi người. Cassia. Wow, bé này thì sao đây? Chắc có lẽ là mình sẽ nhờ đến rồng 4 đầu Steam đi ha. Wow, lụm luôn anh em ơi. Rồi, tem bạn còn cầm tầm khoảng 40.000 máu nữa thôi ha. Wow, nhân vật Heroic của anh em mình đã bắt đầu lao ra rồi. Sử dụng lưỡi búa tử thân. Wow, bạn ấy khều một cái là một em lên đường. Lưỡi sát thương gây ra là hơi bị to luôn các bạn ơi. 90 mấy ngàn đam, thậm chí lên thậm chí còn bị tụt xuống 80 mấy ngàn nữa. Wow, 84. Rồi, victory nha. Wow, anh em mình được thêm 6 viên game nữa các bạn ơi. Rồi, ở đây mình để cái skin con này nó to to xíu nhìn cho nó ngầu nha mọi người. Đó, để cái skin baby nhiều bạn là nhìn không ra. Con này thì đổi lại cái skin baby đi ha. Rồi, tấm thân nhỏ bé xin kính chào đại gia đình. Ok, let's go. Bây giờ thì đến với một nhân vật nữa cũng tầm khoảng level 93 ha. Bé này thì sao đây? Con này thuộc dòng đó chính là Legion Daisy. Dòng giống bạch tuộc nha. Rồi, anh em chúng ta thử đam thêm một cái nữa coi. Wow, đủ sức để hạ luôn các bạn ha. Chỉ có điều là anh em chúng ta không chịu nổi đến với thành viên thứ hai. Và đây là nhân vật Heroic của mình đây. Tem bạn thì Heroic cũng được tầm khoảng 2 ngôi sao vàng lấp lánh rồi. Wow, bây giờ thì tấm thân nhỏ bé nhưng mà sức mạnh thì không hề nhỏ tí nào nè. Ôi, nhân vật Ruti. Cái này thì mình sẽ cho con Heroic, con Legion Daisy đi. Ôi, chào với cái chiếc đồ mod bấm một phát thôi là nó sẽ ra một cái hiệu ứng rất là đặc biệt. Đây, slow motion cho anh em xem lại nè. Lít nhẹ. Đó, phát ra một cái tia giống như là TX vậy các bạn ơi. Tạo một cái nguồn sát thương siêu to khổng lồ. Wow wow wow. Rồi bây giờ đến với đội hình nữa coi nè. Ở đây thì tem bạn sẽ là 3 thành viên. Con này Legend, còn 2 thành viên là Heroic.
Ui chà, bắt đầu đại chiến nhẹ. Con rồng 4 đầu này thì chắc có lẽ là không chịu nổi tên bạn đâu. Đó, mình sẽ cho chú ấy solo tay đôi với một con Legend Daisy của tên bạn. Tên bạn thì nó có một ngôi sao cho nên em chúng ta sẽ thiếu gọi là thiếu đam một chút ha. Rồi, bây giờ thì lụm nhẹ cái coi nè. Nhân vật Rocco đến từ tên bạn, con này một sao luôn à. Wow, victory nha, lại thêm một chiến thắng nữa bỏ túi nè. Ở đây thì mỗi trận chúng ta cộng thêm được khoảng 90 điểm coi để chơi sự kiện nha mọi người. Wow, 4 sao các bạn ơi. Ca này cơ bộ cũng ngon ha. Thành viên này là rồng đá nè. Anh em nào mà chơi cái tựa game này lâu rồi thì chắc đều đã sở hữu được cái thành viên rồng đá này rồi ha. Lụm nhẹ thêm cái nè. Wow. Rồi, ráng thêm tí nữa nha anh em ơi. Ngon lành cành đào luôn. À, pha này thì chắc có lẽ là anh em chúng ta sử dụng từ chiêu Sword đi, hay còn gọi là chiến tranh. Đây rồi, với 3 ngôi sao vàng lấp lánh luôn. Wow, 197.000. Ôi, mình không nghĩ cái bé này có cái lượng đam lại siêu to đến thế luôn ấy. Một mình cân 3. Ôi chà. Rồi, và bây giờ anh em chúng ta không gẹo ở đây được nữa ha. Anh em mình sẽ lê lết ra ngoài. Rồi, cái số điểm coi thì đó, các bạn thấy những cái điểm coi màu xanh nó hiện lên trên màn hình chưa? Ngon lành chưa? Rồi, và bây giờ thì team của mình hiện tại đã lên tới rương level 5 rồi. Anh em đang cố gắng lấy rương level 6 nha. Rồi, rương level 6 rồi, trời cho nó sáng sáng lên coi nè. Rồi, bây giờ thì chúng ta thu hoạch vàng nhưng mà không còn thể hiện điểm coi nữa các bạn ơi. Chắc là đủ rồi đó. Hiện tại thì chỉ còn cái sự kiện này thôi. Em yêu này thì anh em chúng ta sắp bế nó về rồi đây. Wow, mình đang được 4.000 các bạn ơi, còn tầm khoảng 19 tiếng nữa. Cũng ráng cày cuốc thử xem coi có kịp hay không. Rồi, ở đây thì mình đang có được Legend Daisy, con này là Super Sonic nha mọi người. Để mình coi con này nó có cái chiêu gì nha. Đây, nó có cái chiêu điện, chiêu mặt. Chiêu điện, chiêu lá, chiêu đót. Ok, anh em mình kiếm cái hòn đảo nào đó cho nó về nha các bạn. Hòn đất đi. Cái này thì nó sẽ nhẹ hơn rất là nhiều luôn á. Rồi, anh em chúng ta sẽ đi nâng cấp mấy cái chỗ này lên nha. Ôi chà, nâng cấp một cái nhà là tốn hết 20 luôn á các bạn ơi. Wow, mình đây là đang có được 18 rồi, mình thu hoạch nhẹ nhẹ cho nó lên 20, mình nâng cấp thêm cái nhà nữa cho hết tiền luôn. Rồi, 19 triệu vàng rồi các bạn ơi. Đây, 19 triệu 7. Ôi, 20, ngon lành. Rồi, bây giờ mình đi nâng cấp thêm một cái nhà nữa ha. Đây, cái nhà này đi. Lên luôn. Đó. Ôi, cái nhà này nâng cấp không tốn tiền anh em à. Rồi, mình đi thử nâng cấp cái nhà khác xem. Ôi, cái này là tới 11. Rồi, ngon lành. Và bây giờ thì anh em chúng ta sẽ cùng nhau thả cái bé thuộc dòng đó chính là Legend Daisy. Con này là Super Sonic nha. Đây, đây, đây. Ngay cái cục vàng nó hiện ngay cái vị trí cái nhà của con nhỏ làm nhỏ vô cũng được. Rồi, bây giờ mình sẽ cho con này lên được tầm khoảng level 30 luôn á các bạn. Lượng thức ăn của mình hiện tại đang có tầm khoảng 3 triệu 6 ha, 3 triệu 6 thức ăn. Rồi, ui chà, biến thành thân hình siêu to khổng lồ rồi nè. Wow. Mấy cái bé này nên chúng ta có thể like ra được cho nên các bạn không cần phải âu lo đâu ha. À, mấy con này thì lên 5 sao thì chắc không có gì khó khăn đâu. Rồi, bây giờ thì con này chắc có lẽ là mình cho nó lên được tầm khoảng level 20 ha mọi người. 20 hay 25 thôi chứ cho lên cao quá tốn thức ăn lắm luôn á. Đó. Rồi, ráng mình cho nó lên tầm khoảng 25 ha. Rồi, ngon lành nha. Wow. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ ngó sơ nhẹ cái. À, ở đây mình sẽ đến với một cái khu vực nữa để làm mưa làm gió nha các bạn. Khu vực này có cái tên là khu vực Arena. Đây. Và ở đây thì mình sẽ mang thêm cái thành viên đây, mẹ thiên nhiên đi. Rồi, let's go. Chuẩn bị săn tay áo lên và chiến đấu thôi anh em ơi. Ở đây thì con này hai ngôi sao vàng lấp lánh nha. Thành viên thuộc dòng Legend. Wow, Heroic đại chiến với Legend Daisy luôn. Tên bạn thì cái 100.000 máu. Trời ơi. Rồi, lần này thì mình sẽ nhờ đến phù thủy áo đen. Đây là một trong những em heroic thuộc dạng bóng tối nha các bạn. Wow, tên bạn cũng có cái con y chang mình luôn. Chỉ có điều là đẳng cấp hơi bị thua mình chút xíu các bạn à. Rồi, lụm nhẹ nè.
Wow, 4 ngôi sao vàng lấp lánh luôn anh em ơi. Pa này thì anh em mình ráng ráng nè. Đó, tới luôn. Rồi, hạng mục thành công nha. Victory, một ván. Rồi, anh em chúng ta nhận thêm một cái chiếc gương may mắn nữa nè. Để xem coi độ may mắn của anh em mình tới đâu đây. Wow, 20 orbit của Legend các bạn ơi. Coi như ngày hôm nay cũng khá là hên cho anh em mình ha. Wow, ủa con này là anh em chúng ta có thể lượm nó được ở trong cái hòn đảo. Ồ, không phải là hòn đảo mà trong cái sự kiện tem á các bạn. Đó, con này cấp E thôi mà được 5 sao luôn rồi nè. Rồi bây giờ anh em chúng ta sẽ đi gẹo nhẹ cái thành viên này một cái nha. Đầu tiên sẽ là cái tiền chiêu. À, chiêu này là cái chiêu nước nha mọi người. Lấm 103k. Wow. Rồi bây giờ anh em chúng ta đến với tiền chiêu hệ lá xem. Ngon lành cành đào luôn. Canon Ben. Rồi ở đây thì anh em chúng ta sẽ ráng thêm một tí nữa nha. Ok. Victory. Rồi ở đây thì 55, 60 và 60 các bạn ha. Đây thì mình cũng cố gắng thử xem coi ra sao nha. Wow, pha này thì chúng ta sẽ tăng gấp đôi lượng sát thương luôn. Ok. Và đây là Halo. Wow, cũng tầm khoảng level 60 các bạn à. Rồi, anh em mình ráng ráng một tí nha. Wow, 300. Rồi, Auto Hit. Wow, căng dữ luôn. Rồi, lụm nhẹ cái nữa nè. Vậy là hàng gồm được rồi. Thành viên Snapper tên bạn à. Bây giờ mình còn bà mẹ thiên nhiên. Đây, sức mạnh của bà mẹ thiên nhiên đang được tăng gấp đôi nha. 51.000. Trời ơi, chỉ một skill thôi anh em ơi. Chỉ một skill thôi là anh em chúng ta lên đường liền. Wow. Và tem mình cũng thế. Chỉ một skill thôi là hạ gục knock out tem bạn rồi nha. Wow, 40. Ui, Snapper tiếp kìa. Rồi, anh em mình thử sức mạnh. Thử sức đó nè. Đây, ráng leo lên anh em ơi. Và đây là nhân vật Nessie. À, bé này thì cũng ngang cơ với mình các bạn. Hai con được ra với nhau luôn à. Wow. Rồi, chơi tới luôn coi lụm nổi không. Ngon lành nha. Thôi, bây giờ anh em mình chạy vô nè. Đó, sau khi mà chiến thắng xong là xách dép chạy vô liền. Chứ đứng đó chịu không nổi các bạn ơi. Rồi, tới luôn anh em ơi. Đây, đây, đây. Rồi, victory nha. Ui, bay màu con bên trong rồi, tiếc ghê ấy. Wow. Ok. À, level 70. À, bây giờ thì bắt đầu lên hàng VIP tới rồi đây. Những anh bạn khá là đẳng cấp bắt đầu xuất hiện lại rồi các bạn à. Đó, mình là mình kết mấy các bạn level 70 này lắm luôn á. Solo về nó mới xiết tay nè. Khi mà dòng Heroic gặp phải Legend Daisy. Đó, cuộc chiến nảy lửa đang được diễn ra luôn. Wow. Rồi, nhân vật này thì thuộc dòng cấp E nha. À, con này không phải rồng huyền thoại. Rồi, cố lên xíu anh em ơi. Đây rồi, cuối cùng thì anh em mình đang đến với một cái thành viên thuộc dòng Ma Cà Rồng. Wow, vẫn chịu được. Anh em mình vẫn còn chịu đựng được ha. Lắm. Sức mạnh đến từ thị trưởng đẹp trai. Level 70. Con nào mà chịu nổi. Rồi, tiếp theo thì tem bạn level 60. Buộc 3 con các bạn. Trời ơi, 3 con đều level 60 hết trơn luôn. Ghê vậy. Rồi, và chiến thôi anh em ơi. Đây, em này thậm chí mình còn chưa tải được cái hình nó về luôn ấy. Rồi bây giờ thì chúng ta bắt đầu. À đúng rồi, mình sẽ nhờ đến từ chiêu của thành viên Heroic. Đó, mình thêm được một lượt đánh nữa là anh em chúng ta quá có lời rồi. Đây ha, mình quýnh một phát một là anh em chúng ta. Tem bạn bây giờ là nó quýnh một cái nhưng mà mình quýnh nãy giờ là được 3 cái rồi đó các bạn. Hạ được một con luôn rồi. Rồi sau đây thì anh em chúng ta thử với cái tuyệt chiêu này lại. Thôi chà, chiêu này còn phải một thêm một lượt nữa. Đó, anh em chúng ta còn thêm một lượt nữa nha. Rồi và bây giờ thì lấm. Này, thôi vẫn chưa được luôn à. Ôi, con này nó khỏe thế. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ nhờ đến cái thành viên. Đây, Heroic.
Đó, lại thêm một lần đánh nữa luôn. Wow, ngon lành anh em ơi. Tính ra là anh em mình nãy giờ là được 2 lần đánh, hơn tay bạn 2 lần đánh luôn ấy. Victory, quá ổn luôn. Ui, và bây giờ lên tới đội hình siêu VIP rồi kìa. Level 70. Ôi chẳng có ông đều ông bự luôn. Căng dữ nha. Rồi và các bạn ơi, anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ để lại cho mình một subscribe nha. Nhớ đăng ký và mở thông báo hình cái chuông nè. Để anh ta ra video hay là livestream thì mọi người sẽ nhận được thông báo và vào chơi với mình cho vui nha. Và các bạn ơi, sự kiện thì HNT có chia sẻ. À, mình có chia sẻ trên cái trang web hntchannel.com nha. Anh em hãy vào cái mục gọi là Dragon City. Ở cái mục Dragon City thì có những cái event ha. Mình có để những cái mục event của cái tựa game Dragon City này và mình có hướng dẫn cách chơi. Anh em nhớ ghé xem ủng hộ nha. Rồi, và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo luôn nha.